Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì chủ đề video hôm nay thì mình sẽ giải thích và giải đáp thắc mắc cho các bạn khi các bạn đăng nhập tài khoản ngân hàng vào thiết bị khác mà các bạn không đăng nhập được, hoặc là các bạn muốn đánh mật khẩu của ngân hàng của bạn đang sử dụng, các bạn quên mật khẩu mà các bạn không đăng nhập và không lấy được mật khẩu của thiết bị khác được, ở trên thiết bị khác được ấy. Bây giờ hiện tại mình đang dùng điện thoại Android đấy, thì mình đang dùng điện thoại Android này thì mình đã đăng nhập vào thiết bị của mình ở trên điện thoại iPhone nhé. Đấy. Thì bây giờ thì mình đang sử dụng điện thoại khác để đăng nhập xem nó có đăng nhập hay được hay không. Đấy. Thì tí nữa mình sẽ giải thích và giải đáp thắc mắc các bạn tại sao là chúng ta không thể đăng nhập ở trên thiết bị khác được. Đấy. Thì làm thế nào để sau này chúng ta có thể lấy lại được mật khẩu, hoặc là các bạn muốn đăng nhập ở trên thiết bị khác mà các bạn muốn vẫn có thể đăng nhập được bình thường nhé. Bây giờ mình sẽ thử đăng nhập tài khoản của mình ở trên thiết bị khác nhá. Hiện tại bây giờ thì điện thoại này đang ở tài khoản của ngân hàng người nhà của mình nhá. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ đăng xuất ra. Đấy, mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình xem như thế nào, nó có đăng nhập được hay không nhá. Đấy. Ok, giờ thì mời các bạn hãy cùng nhau theo dõi nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình nhá. Mình sẽ thoát ra này. Mình sẽ chọn đăng nhập này. Ấn hủy này. Rồi các bạn sẽ ấn tích vào chỗ cái mũi tên này cho mình. Đấy, ở trên lầu ấy, ở hình ảnh đại diện của bạn thì các bạn sẽ thoát được tài khoản cũ nhá. Đấy, của người nhà của bạn nhá. Đấy. Bây giờ các bạn muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn ở trên thiết bị khác ấy, thì các bạn phải thoát cái này ra thì chúng ta mới có thể đăng nhập được nhá. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ thoát ra. Rồi, quý khách sẽ thoát ra khỏi tài khoản hiện tại. Quý khách có thực sự đăng nhập vào tài khoản khác hay không? Đấy. Thì nó sẽ hỏi chúng ta như thế nhá. Rồi các bạn có hay không thì các bạn muốn đăng nhập vào thiết bị khác thì các bạn ấn có cho mình. Rồi ok. Rồi ok, tiếp theo thì bây giờ thì mình sẽ điền mật khẩu tài khoản của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ điền mật khẩu tài khoản của mình vào đây. Đấy. Thì tên đăng nhập của bạn thường thường là chúng ta sẽ là số điện thoại của bạn đã đăng ký với ngân hàng nhá. Thì có rất nhiều trường hợp anh em ấy thì các bạn không không biết là tên đăng nhập của mình như thế nào, thì có rất nhiều bạn là không biết tên đăng nhập của bạn. Đấy, khi các bạn nhập tên hoặc là tên của bạn vào thì nó sẽ sai, là không khớp với ngân hàng, thì các bạn sẽ không lấy lại được mật khẩu của ngân hàng BIDV nhé. Thì nếu mà các bạn đã từng thay đổi tên đăng nhập của bạn, thay vì các bạn đăng nhập số điện thoại vì thay vì tên họ và tên của bạn nhé, đây là các bạn sẽ nhập tên họ và tên của bạn vào đây cho mình. Rồi ok, thì nếu bạn nào không thay thì các bạn cứ nhập số điện thoại của bạn đã đăng ký với ngân hàng thôi. Đấy. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ liền tên đăng nhập của mình và số điện thoại của mình nhé. Đấy, thì mình sẽ đăng nhập vào thiết bị của điện thoại khác nhé. Thì mình có đăng nhập được vào thiết bị khác được hay không nhé. Các bạn phải nhập đúng mật khẩu tên đăng nhập của bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ báo chúng ta như thế nào. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ nhập thử nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình. Thì phần này vì bảo mật thông tin của mình thì mình sẽ che đi nhé các bạn nhé. Các bạn hãy thông cảm cho mình vì hiện tại YouTube rất là gay gắt vì bản quyền nhé các bạn nhé. Không để lộ thông tin. Rồi ok, khi các bạn đã điền tên đăng nhập của bạn xong và các bạn đã điền mật khẩu của bạn xong thì các bạn sẽ ấn đăng nhập cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ ấn thử đăng nhập tài khoản của mình có đăng nhập vào thiết bị khác hay không nhé. Rồi ok, như vậy là mình là đăng nhập không thành công nhé. Nó báo cho mình này: quý khách chưa mở khóa tính năng đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị di động khác. Đấy, hiện tại tài khoản ngân hàng của mình ấy đang ở máy điện thoại của mình đang quay nói chuyện với các bạn ấy. Quý khách chưa mở tính năng đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị di động khác, vui lòng liên hệ đến hotline. Đấy, đây là số điện thoại của ngân hàng ở BIDV nhé, hoặc là đến chi nhánh phòng giao dịch của BIDV để được hỗ trợ nhé. Đấy. Khi tài khoản của các bạn đã đăng nhập ở trên thiết bị cũ của bạn ấy mà các bạn vẫn chưa bật tính năng này đi ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ đăng nhập vào điện thoại khác được. Hoặc là các bạn muốn đăng nhập vào trên trang web thì các bạn phải bật những tính năng này lên thì chúng ta mới có thể đăng nhập vào trên thiết bị khác di động được nhé. Đấy. Đây là các bạn nhập đúng mật khẩu nhé. Thì bây giờ mình sẽ thử nhập sai mật khẩu nhé. Thì nó sẽ báo như thế nào nhé. Đấy. Nếu chúng ta nhập đúng mật khẩu thì của ngân hàng BIDV ấy, thì nó sẽ báo chúng ta là quý khách chưa mở tính năng để đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị di động khác ấy. Đấy.
thì vui lòng liên hệ với tổng đài thôi đấy, hoặc là đến chi nhánh. Còn bạn nào đã bật tính năng này rồi thì các bạn sẽ vào vào thiết bị khác, các bạn có thể đăng nhập được bình thường nhá. Đấy thì còn bạn nào đã quên mật khẩu rồi mà các bạn vẫn chưa bật được tính năng này, hoặc là các bạn chưa bật tính năng này thì chúng ta sẽ không bao giờ là đăng nhập vào thiết bị di động khác nữa nhá. Thì ngân hàng vì bảo mật an toàn vì tài khoản của chúng ta thì chúng ta sẽ không đăng nhập được, thì bắt buộc chúng ta phải ra ngân hàng để ngân hàng hỗ trợ thì chúng ta mới có thể đăng nhập được nhá. Đấy rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ thử là đăng nhập sai mật khẩu nhá, thì nó sẽ báo như thế nào. Đây là mình nhập đúng mật khẩu thì nó sẽ báo cho mình là quý khách chưa mở tính năng này nhá. Đấy rồi, mình sẽ ấn đóng này. Bây giờ thì mình sẽ nhập bờ đi, ví dụ mình sẽ nhập mà mật khẩu tung tung đi. Đấy đấy rồi, khi mình đã nhập mật khẩu tung rồi thì mình sẽ ấn đăng nhập nhá. Đây nó sẽ báo mình là thông tin đăng nhập không chính xác này. Đấy, quý khách lưu ý nhé. Đấy, dịch vụ Smart Banking sẽ bị khóa là quý khách nhập sai qua 5 đường trở lên đấy. Đấy rồi, ok, thì để bật được tính năng này thì các bạn bắt buộc các bạn phải đăng nhập vào tài khoản ứng dụng của bạn ấy thì chúng ta mới bật được nhé. Thì hiện tại tài khoản của mình đang ở điện thoại, mình đang quay video nói chuyện với các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào điện thoại của mình để hướng dẫn cho các bạn là cách bật được tính năng này nhé. Thì bạn nào quên mật khẩu, các bạn không lấy ra được mật khẩu mà các bạn đang sử dụng ở thiết bị cũ mà chúng ta quên mật khẩu thì các bạn cứ làm theo video mình hướng dẫn đã ok nhé. Đấy, nhưng mà các bạn phải nhập đúng thông tin của chúng ta khớp với ngân hàng thì ngân hàng mới cấp mật khẩu cho chúng ta nhé. Còn các bạn sai một từ một chữ thôi thì ngân hàng sẽ không bao giờ cấp mật khẩu cho các bạn nhé. Đấy rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào thiết bị cũ của mình để hướng dẫn các bạn là cách bật tính năng này nhé. Thì chúng ta sẽ có hai cách nhá. Các bạn muốn đăng nhập vào trên trang web của VIP ấy thì các bạn cũng phải bật tính năng này lên thì chúng ta mới có thể truy cập đăng nhập vào trang web của ngân hàng VIP được nhá. Đấy, bây giờ thì để bật được tính năng này thì các bạn hãy cùng nhau theo dõi và làm theo từng bước mình hướng dẫn để chúng ta có thể bật được tính năng này nhá. Ok. Thì trước tiên thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn cho mình nhá. Thì hiện tại bây giờ mình đã sử dụng điện thoại iPhone nhá. Để vừa nãy mình hướng dẫn cho các bạn là mình đăng nhập vào trên thiết bị khác ấy. À, mình không đăng nhập được ấy thì mình sử dụng điện thoại Android hướng dẫn các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại là mình sẽ đăng nhập vào trên thiết bị cũ của mình để hướng dẫn các bạn cách bật tính năng này để chúng ta để sau này các bạn muốn đăng nhập vào thiết bị khác hoặc các bạn quên mật khẩu muốn đánh ở trên thiết bị khác thì các bạn sẽ bật tính năng này lên thì chúng ta mới có thể đăng nhập và lấy ở trên thiết bị khác được nhé. Đấy rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ bật tính năng này, các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn cho mình nhé. Rồi, tiếp theo để chúng ta có thể bật được tính năng này thì các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình nhé. Rồi, ok, tiếp theo thì các bạn sẽ kéo màn hình lên cho mình. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt đăng nhập nhé. Các bạn ấn chuẩn vào cho mình nhé. Rồi, ok, để chúng ta có thể đăng nhập vào trên thiết bị khác hoặc là các bạn muốn đánh mật khẩu ở trên thiết bị khác được. Thì trước tiên ấy, thì các bạn sẽ phải bật được hết các tính năng này lên cho mình. Chúng ta mới có thể lấy mật khẩu ở trên thiết bị khác được và chúng ta mới có thể đăng nhập vào trên thiết bị di động khác được nhé. Phần ở trên này thì các bạn sẽ khóa đăng nhập này trên trình duyệt ghép cho mình nhé. Đấy, cái này khi các bạn bật tính năng xác thực đăng nhập trên trình ghép này thì các bạn muốn tắt thì các bạn sẽ ấn khóa cái này trên đây cho mình để bảo mật tài khoản an toàn của bạn nhé. Khi các bạn không bật được tính năng này ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ là đăng nhập vào trên trang web của ngân hàng được đâu nhé. Đấy, để bật xác thực đăng nhập trên trình duyệt ghép, quý khách có muốn bật chức năng xác thực đăng nhập Smart Banking trên trình duyệt ghép hay không? Đấy, thì các bạn sẽ ấn bật lên cho mình nếu các bạn muốn bật nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách bật là đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị di động khác nhé. Đấy, thì khi ở trạng thái bật, quý khách cần thực hiện là xác thực khuôn mặt nhé. Đấy, để đăng nhập BIDV Smart Banking đấy và thực hiện quên mật khẩu trên thiết bị di động nhé. Đấy, khi các bạn muốn lấy mật khẩu của các bạn trên thiết bị di động khác ấy, thì các bạn phải xác thực khuôn mặt nhé để đăng nhập đấy Smart Banking và thực hiện quên mật khẩu nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ ấn bật lên nhé. Đây thì các bạn sẽ lưu ý cho mình nhé, những việc không nên làm. Đấy, một này, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử không cung cấp,
OTP thông tin mã số PIN cho bất kỳ đối tượng dưới bất kỳ hình thức nào, đấy. Kể cả những nhân viên ngân hàng nhé, các bạn lưu ý cho mình nhé, hoặc là nhân viên gọi đến tự xưng là cán bộ khách hàng của BIDV nhé, đấy. Hai này, không cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử như họ, tên khách hàng và số căn cước công dân của bạn, số chứng minh nhân dân của bạn nhé, tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại này, đã đăng ký dịch vụ, nội dung nhắn tin theo yêu cầu của bất kỳ ai, trừ quý khách hàng là chủ động gọi đến là hai số điện thoại hỗ trợ của ngân hàng BIDV nhé. Đây đây là hai số tổng đài của ngân hàng BIDV nhé, thì các bạn sẽ liên hệ hai số tổng đài này cho mình đấy, còn số điện thoại khác thì các bạn sẽ không liên hệ nhé, để yêu cầu trợ giúp hoặc là đăng ký của dịch vụ nhé. Đấy, ba này, không truy cập các trang web này, không lắng tin cậy nhé, các bạn lưu ý cho mình nhé. Đấy, khi các bạn muốn ấn quên mật khẩu và các bạn muốn đăng nhập trên trang web ấy, thì các bạn sẽ phải tìm trang web chính hãng của BIDV thì các bạn mới truy cập được nhé, thì các bạn mới truy cập vào cho mình nhé. Đấy, không truy cập các trang web này, không lắng tin cậy này, không nhập thông tin cá nhân và thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử vào bất kỳ trang web hay ứng dụng không chính thức của BIDV nhé. Đấy, không bật chế độ lưu mật khẩu đăng nhập trên Internet Banking và dịch vụ ngân hàng điện tử trên các thiết bị di động chung nhiều người sử dụng trên máy tính công cộng nhé. Khi các bạn đăng nhập vào trên trang web ở trên máy tính công cộng thì các bạn sẽ thoát ra cho mình. Đấy, các bạn không không nên để lưu mật khẩu trong máy tính đâu nhé. Đấy, thì nguy cơ sẽ bị hack mật khẩu của bạn nhé. Những việc nên làm. Một này, để phòng tránh truy cập vào trang web giả mạo, quý khách đảm bảo đăng nhập đúng địa chỉ trang web của BRV nhé. Đấy, bằng cách gõ trực tiếp cho mình này, nội dung là http 2 chấm 2 gạch ngang này, www.bdv này, .com.vn nhé. Đấy, thì hoặc là các bạn sẽ truy cập vào hai trang web ở dưới cho mình nhé. Đấy, các bạn sẽ truy cập vào ba trang web này cho mình để các bạn đăng nhập vào trang web nhé, để các bạn đăng nhập tài khoản của bạn vào trang web nhé. Đấy, trên thanh địa chỉ của trình duyệt, sau đó quý khách có thể đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, khai báo thông tin hoặc tải ứng dụng xuất phát từ các trang web này. Quý khách không đăng nhập vào trang web dịch vụ ngân hàng điện tử này từ các liên kết này, địa chỉ truy cập có sẵn trong Gmail này, hoặc là các trang web không phải là của BIDV nhá. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé. Hai này, quý khách bị mất điện thoại này, chuyển nhượng SIM điện thoại cho người khác này, hoặc nhận thấy các giao dịch bất thường này liên quan đến tài khoản, hãy thông báo ngay đến theo số điện thoại. Đây là số tổng đài của ngân hàng nhé, thì các bạn sẽ liên hệ theo số điện thoại này, hoặc là các bạn sẽ đến điểm giao dịch của BIDV để thay đổi thông tin tạm khóa các dịch vụ quý khách đăng ký với ngân hàng có liên quan đến số điện thoại nhé. Ba này, quý khách nên cài đặt đăng nhập thường xuyên các phần mềm diệt virus nhé, chống đánh cắp thông tin này, các trên máy tính này, thiết bị truy cập các dịch vụ ngân hàng điện tử và thoát khỏi phên truy cập sau khi đã hoàn thành giao dịch nhé. Đấy, sau khi các bạn đã chuyển tiền hoặc các bạn đã nhận tiền ấy, thì các bạn đăng nhập ấy, thì các bạn sẽ thoát ra cho mình. Đấy, năm này, không ghi mật khẩu ra giấy nhé. Đấy, không lặt mật khẩu dế này, loán được như tên hoặc ngày tháng năm sinh, thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử MI tối đa là 3 tháng trên đơn cho mình nhé. Đấy, đăng ký sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn này, báo biến động số dư tài khoản qua giao dịch dịch vụ thẻ biến động SMS để tính năng an toàn cho tài khoản và thẻ nhé. Đấy, đọc tạm bấy này, lọc và thực hiện đúng các quy định về hướng dẫn giao dịch an toàn, đảm bảo sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử thẻ tín dụng nhé, cách an toàn bảo mật. 8 này, liên hệ ngay đến BIDV qua số điện thoại của Gmail, qua điện thoại này hoặc là Gmail hoặc là Facebook để xác minh thông tin khi nhận cuộc gọi thông báo trúng thưởng nhé. Đấy, khi các bạn trúng thưởng của ngân hàng ấy, thì các bạn sẽ liên hệ cho mình, nhận cuộc gọi này trúng thưởng nhé, có giao dịch nghi bất ngờ tài khoản thẻ hoặc để được hỗ trợ, có băn khoăn vướng mắc cần trao đổi thông tin với BIDV.
các kênh hỗ trợ và chăm sóc khách hàng chính thức của BIDV này qua các số tổng đài của ngân hàng nhé. Đấy, đây là địa chỉ email của ngân hàng nhé, đây là fanpage của BIDV của ngân hàng nhé. Rồi ok, để chúng ta có thể bật được tính năng này đăng nhập vào trên thiết bị di động khác thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho phép đăng nhập quên mật khẩu trên thiết bị di động khác này ngày 18 tháng 12 năm 2022. Lúc mình làm là 17 giờ 18 phút 42 giây nhá. Đấy, các bạn sẽ nhập mã pin này để các bạn bật nhá. Mã pin rút tiền tại ATM ấy. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ nhận được mã xác thực nhá. Mã xác thực này các bạn sẽ của ngân hàng này sẽ tự động điền vào đây cho các bạn nhá. Đấy, thì mã xác thực tầm khoảng 160 giây nhá. Các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình. Rồi, ok. Chọn giấy tờ xác thực này, quý khách vui lòng chọn loại giấy tờ xác thực nhé. Các bạn sẽ chọn loại giấy tờ của bạn đã đăng ký với ngân hàng nhé. Căn cước công dân này, chứng minh dân nhé. Đấy. Căn cước công dân gắn chip này, đấy. Hộ chiếu này. Đấy. Rồi ok, phần này thì các bạn sẽ đọc cho mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chọn căn cước công dân đã gắn chip nhé. Bây giờ hiện tại thì đa số chúng ta đã được làm căn cước công dân mới rồi. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là căn cước công dân gắn chip cho mình. Rồi, khi các bạn đã chọn xong thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình nhé. Vui lòng chọn đúng này, loại giấy tờ để việc này xác thực được thành công nhé. Các bạn sẽ ấn ra hiểu cho mình. Rồi ok, tiếp theo thì các bạn sẽ chụp giấy tờ của bạn cho mình nhé. Các bạn sẽ chụp mặt trước cho mình này. Rồi ok, khi các bạn đã chụp mặt trước cái công dân các bạn xong thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ chụp mặt sau cho mình. Rồi ok, khi các bạn đã chụp mặt sau của bạn xong thì các bạn sẽ ấn xác nhận cho mình nhé. Rồi ok, hướng dẫn xác thực khuôn mặt nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ quét khuôn mặt của bạn cho mình nhé. Rồi khi các bạn đã lọc này xong thì các bạn sẽ ấn tôi đã hiểu cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ quét khuôn mặt của mình. Bây giờ thì mình sẽ bỏ kính của mình ra nhé. Vui lòng nháy mắt. Mình sẽ nháy mắt này. Vui lòng cười. Cười này, các bạn có mặt mình cười này. Vui lòng quay mặt sang phải. Sang phải này. Đấy. Vui lòng nhìn thẳng. Rồi ok, như vậy là mình đã cài đặt thành công này. Mở khóa này. Chức năng đăng nhập trên thiết bị khác thành công nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào thiết bị khác thử nhé. Bây giờ mình có đăng nhập được hay không nhé. Khi chúng ta đã bật được tính năng đăng nhập ở trên thiết bị di động khác ấy, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập ở trên thiết bị di động khác của mình nhé. Thì ngân hàng sẽ báo chúng ta như thế nào nhé. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Rồi, ok, khi các bạn đã điền hết thông tin của bạn xong ấy, các bạn sẽ ấn đăng nhập cho mình nhé. Quý khách vui lòng đăng nhập này, xác nhận OTP để xác thực đăng nhập trên thiết bị khác nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhập mã OTP của ngân hàng gửi qua số điện thoại của bạn nhé. Khi các bạn đã nhập mã OTP, ngân hàng đã gửi qua số điện thoại của bạn xong ấy, thì các bạn sẽ ấn đăng nhập cho mình nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ quét khuôn mặt cho mình. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quét khuôn mặt của mình nhé. Cười này. Sang trái này. Hãy bắt nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã đăng nhập ở trên thiết bị di động khác thành công nhá. Khi các bạn đăng nhập ở trên thiết bị khác ấy, thì các bạn sẽ phải quét khuôn mặt. Đấy, các bạn yên tâm. Thì khi các bạn quét khuôn mặt thì bảo mật an toàn nó sẽ cao hơn. Như vậy là mình đã giải đáp thắc mắc các bạn. Khi các bạn không đăng nhập được ở trên thiết bị di động khác nhá, thì mình đã hướng dẫn các bạn là đăng nhập ở trên thiết bị di động khác thành công nhá. Đấy, thì khi các bạn quên mật khẩu ở trên thiết bị di động khác ấy, thì các bạn phải bật tính năng đăng nhập ở trên thiết bị di động khác được thì các bạn mới có thể lấy lại được mật khẩu, các bạn mới có thể đăng nhập được ở trên thiết bị di động khác nhé. Đấy, thì khi các bạn bật tính năng lên thì các bạn sẽ quét khuôn mặt cho mình. Các bạn muốn bật tính năng này lên thì các bạn phải chụp các công dân các bạn cho mình. Đấy, thì các bạn phải lúng số điện thoại các bạn đăng ký này, lúng các công dân các bạn là đăng ký với ngân hàng nhé, thì chúng ta mới lấy lại được mật khẩu này, các bạn mới có thể đăng nhập ở trên thiết bị di động khác được nhé. Gợi ý là khi các bạn bật tính năng này lên, khi điện thoại của bạn bị rơi này, bị mất ấy, hoặc là số điện thoại của bạn bị rơi ấy, thì nếu mà số điện thoại của bạn bị rơi thì các bạn sẽ phải ra ngân hàng để thay số điện thoại nhé. Đấy. Còn khi các bạn số điện thoại của bạn vẫn còn mà điện thoại của bạn bị hỏng ấy, các bạn muốn đăng nhập ở trên thiết bị khác ấy, mà các bạn đã bật được tính năng này rồi thì chúng ta hoàn toàn là có thể đăng nhập ở trên thiết bị di động khác nhé. Đấy, thì video của mình cũng xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.